là thầy Nguyễn Hồng Hương, một người chuyên giảng dạy và chữa bệnh bằng phương pháp tác động cuộc sống kết hợp với lại cả y bó chân đà. Hôm nay thì tôi và các học trò của mình là có rất nhiều bệnh nhân tìm đến chữa, mà đa số trong đấy thì là bệnh về cơ xương khớp. Cơ xương khớp thì có rất nhiều cách để chữa, ví dụ như bên Tây thì họ sẽ cho uống thuốc, tiêm thuốc và mổ xẻ vân vân. Bên Đông y thì cũng có nhiều một phương pháp. Thế nhưng mà cách mà tôi với học trò mình làm ấy, thì nó ưu điểm là chỉ dùng tay không chữa thôi, không có thuốc và chi phí nó cũng rất là thấp, rất là tiết kiệm cho người bệnh. Đấy cũng là một cách để các bạn lựa chọn. Và các bạn sẽ thắc mắc là tại sao tôi lại chữa bệnh bằng tay không được. Thì thực ra nó đơn giản thế này này. Mọi cái sự vận động của cơ thể chúng ta, kết hợp các cơ quan nói chung, thế rồi là cái cảm giác đau hay không đau vân vân, thì đều là do dây thần kinh truyền tín hiệu từ não đến và cũng lại truyền tín hiệu từ các cái bộ phận cơ quan đấy về cho não. Những cái dây thần kinh ngoại biên này thì đều chui ra từ lỗ tiếp hợp giữa hai đốt sống. Đấy, cái dây vàng này là dây mô phỏng cái dây thần kinh đây, và nó đi đến khắp mọi cái cơ quan trong cơ thể. Từ những cái dây trên cổ thì nó sẽ đi xuống tay. Đấy. Những dây thắt lưng thì nó đi xuống chân. Đấy. Chính vì vậy là đối với phương pháp tạo sống thì khi các bạn đau tay thì người ta sẽ chúng tôi sẽ chữa ở cổ. Đấy. Và khi bạn đau chân thì chúng tôi chỉ chữa thắt lưng thôi. Thế rồi kể cả những cái cơ quan tạng phủ khác như chúng ta thấy đây thì cũng đều có dây kinh đi 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 ra đây, những dây kinh đây. Như đây là tử cung, đây là bàng quang, đều có những dây kinh đi tới. Và khi mà hiểu sâu về cơ xương khớp, đây đây là cái dễ thần kinh nó chui ra từ lỗ tiếp hợp ra đốt sống này, nhưng mà đây là dây ở cổ nhé. Đấy, thì những dây này sẽ xuống tay. Vì vậy là khi mà các bạn hiểu sâu về cơ xương khớp như vừa rồi ấy, thì các bạn có thể dùng những các động tác, những thủ thuật tác động cuộc sống kết hợp với những động tác của có trận đà gỡ ra rất nhanh, và bệnh của người bệnh ấy, nó sẽ thay đổi một cách rất là ngoạn mục, đến nỗi mà nhiều người không tin đâu. Nếu như chưa được tôi nhìn tôi và các học trò tôi chữa thì khó mà tin được đấy. Và các clip mà tôi đăng lên YouTube cũng rất nhiều người vào đấy phản đối, nói là làm gì có chuyện nào mà chị nhanh như thế, thế rồi là có khi lại là ảo quá bịp chẳng hạn. Thế nhưng mà thực tế thì các bạn thấy đấy, có rất nhiều người là sau khi đã xem những clip đấy thì tìm đến tôi và các học trò của mình và chúng tôi chữa cho họ rất là nhanh, bình phục rất tốt, chỉ sau vài buổi là đã ổn định bệnh rồi. Thì cái câu chuyện sau đây mời các bạn xem là cũng một cái bệnh nhân như vậy. Đấy. Đi rất khó khăn đúng không? Rồi. Không sao đâu. Nào bây giờ em đau cái gì em tả nói lại chứ. Cái đau là nó đau chính là cái lưng, nhưng mà cái phần này, cái phần hông bên phải nó chạy dọc xuống dưới chân trái. Nhưng mà khi mà nó hết đau cái này thì mới thấy hết cái đau cái này. Một số thầy thuốc bảo là cái phần bên này nó đau 10 phần, cái bên này nó đau 6 phần, nhưng mà
khi nó đau bên này thì không nhận thấy nó đau bên này. Ừ. Thế nhưng mà bên này nó hết đau thì mới thấy bên này nó đau. Ừ, nó chạy hả? Ok. Nó chạy. Ừ, nhưng mà bây giờ nó đang lệch bên trái này, nhưng mà lấy đứng một hồi nó lại xem lại. Ok. Thế cả hai chân đều đau nhưng mà đã đi chữa những đâu rồi? Nhiều lần đấy mà. Trong Nam ngoài Bắc, thậm chí ra cả nước ngoài. À. Không ăn thua. Thế thì chắc anh đến tiền mấy chục triệu chưa? Không nhớ là bao nhiêu tiền nữa, nhưng mà từ năm 2004 đến giờ. Ừ. Thế thì bây giờ để khỏi bệnh này mày phải chuẩn bị khoảng 5 triệu có nổi không? Không nói thì cũng phải chuẩn bị nữa. Nó chưa trêu đấy, nó chữa chỉ đến chưa đến 5 triệu mà đã khỏi rồi nhá. Dạ. Bây giờ đi ra kia đi, cho nằm ở giữa cho các bạn học để xem luôn. Đỡ đỡ bạn đi mọi không được. Không đi được đâu. Để cho bạn nằm xuống đấy. Quay. Ô con chào bà. Dạ. À. Qua gọi đến trước đây rồi. Vâng. Cái chỉ bác sĩ xoài về chị xã Bắc Linh không? Vâng. Cái này cái chỉ không được, đúng là khớp cùng trọng. Cái gì lệch chỉ đưa nó về. Còn nếu không, bạn muốn rời nó đau thế. Bây giờ chung như này đâu rồi. Dồn cơ. Hay Thuận, anh Thuận làm cho đi. Vâng, anh Thuận làm cho. Để chung nó đi với thầy ra. Dồn cơ đã làm. Thả lỏng nhá. Vâng. Dồn cơ này. Xong đó các bạn mở khớp cùng trọng này. Mở xương cụt thể là ok ngay. Quay đùi lại quay. Anh nên đây. Vâng. Sao bảo không? Đầu bắt đầu cái đấy rồi chứ còn cứ mềm người nhá. Vâng. Em luôn thở lỏng. Này đang cố gắng làm nó về cổ rồi. Bởi vì bạn nói là bạn đau ở khu vực này. Chỗ xương cùng. Khi chuẩn đoán bệnh này, khi đau xương cùng thì như bạn nói là bạn đứng bên này nó đau, nhưng mà lúc sau lại vẹo sang bên kia, cái là người luôn lệch. Làm mọi sức cụt. Như thế này. Đó. Thích quá. Rồi, nghe thấy kêu rồi. Nào bây giờ, cháu dậy đi, cháu xem nó thoải mái hơn chưa? Cháu phát biểu. Cứ từ từ lập yên. Không đau bóng ngưng dậy ở đấy, mẹ như là chống đẩy. Cái kiểu này nó nghe nhớ vợ đấy thầy ạ. Mày dậy cái kiểu đấy. À, xem dậy xem nó chịu hơn chút nào chưa? Có bớt không? Có bớt. Đây còn chỗ nào? Không, bớt rồi nhưng còn chỗ nào có nói? Nó vẫn cứ ở, vẫn ở cái vị trí. Ok. Nhưng mà so với vừa nãy thì nó vẫn nhiều. Vẫn nhiều rồi. Còn chỗ nào? Gặp sai thẻ. Cái này ok. Làm xuống. Đến đây quay thẻ nào. Vâng. Dập xong cái này là cậu phải hát bài buổi trưa, biết bao giờ để thi hôm nay. Nhá. Mới hôm trước thì làm rồi, bây giờ. Luôn được rồi, từ từ thôi. Từ từ dậy các bạn. Từ từ phải thấy nó khác hẳn. Tao mà ta đòn thế. Khác chưa? Bớt hơn không? Có bớt hơn. Phải đi lùi thì mất cảm giác. Nằm ra. Bây giờ lại cho một cái đòn độc cảnh này thì đâu nữa. Năm rồi, năm rồi. Rồi.
nó hay hơn nhiều. Nào về thể vững làm nốt nhá. Đấy các bạn chỉnh tiền nhá. Lấy bệnh nhân đi đến đau đớn thế nào bây giờ các bạn nhìn nhá. Chỉ sau mấy phút thôi. Đây là cái các bạn học 2 tháng là hơn những người khác là hàng ngày được chứng kiến rất nhiều ca khó mà thầy gặp và được xem thầy làm, sau đó thầy hướng dẫn cho bạn làm. Thì tay nghề mới chuẩn được nhá. Thầy cũng tin đấy. Rồi ba cái đâu ạ? Ở đây nằm một cái. À ra vệ sinh vậy. Rồi tắt đi. Tắt cả tay. Tắt đây. Chữa tay bằng tay độ sống bình thường thôi. Bao giờ cũng dùng cái y võ chất đảo của thầy để chữa bệnh ngay lúc đầu cho bệnh nhân giảm mạnh đã. Sau đó bắt đầu chữa bằng tay độ sống để nó chèn lại. Cậu này xong thì cho nằm thuốc nhá. Cho nó ổn định kết quả chữa. Bác ơi bác ngồi đây ạ. Bác ngồi đây, bác đau như là bác nói nào. À, không sao, đi đi. Không sao, từ từ, nhưng mà nó dáng đi nó đỡ hơn nào đúng không? Bây giờ nằm chữa đi. Chưa sang Trung Quốc chữa hay sang đâu? Đó, sang Hàn đúng bị chữa ở bên Hàn ấy. Mà sang Nhật cũng bị chữa bên Nhật. Tức là sang lao động Hàn là chữa bên Hàn. Vâng, mà sang lao động Nhật cũng bị chữa bên đây. Có được không? Mà không được. Mà nó đi chữa xuống nó bảo là máy có bị làm sao đâu. Thằng Tây thì nó hơi máy móc. Vâng. Ok. Thằng Nhật mấy thằng Hàn nó cũng có y học phương Đông ấy. Ừ. Nhưng nó bảo máy có làm sao đâu. À, thế tại sao tao đau? Cái đau nó cái gì nó bảo là đau cơ đâu kiếp. Con nhà mình ở bên Nhật mẹ đang có dịch Covid, nó bị sốt, đi vào bệnh viện khám nó bảo là mày cứ về đi, khi nào mày không thở được thì mày đến, mày đến đây để lây hết à? Không sao. Nó bảo mày đến đây để lây hết à? Hết rồi. Tức là một bên là hết rồi gì? Em mới có buổi đầu tiên hôm nay, buổi thứ hai đúng không? Hôm qua làm cái này là gần như là không chịu nổi cái chân này. Thế nhưng mà bữa nay thì nó chỉ bây giờ nó đang tức ở từ kheo xuống dưới mắt. Ok mắt ok. Đâu em ơi, nhẹ anh chưa? Nhẹ hơn nhiều lắm. Hôm nay là ngày thứ hai đúng không? Vâng. Mày mới đến tao sớm, mày đỡ tốn tiền đống. Quê mày có cái gì đặc sản? Quê mày có gì đặc sản? Bánh chưng đất, ui rồi, cái món đấy được đấy. Đấy làm từ thiện tốt. Nó trêu. Nghe em chưa? Ừ, rồi ok, vào nằm thuốc đi. Như bạn thấy đấy, rõ ràng là người thật việc thật. Và những cái phương pháp này tôi thường xuyên là dạy cho các cái học trò của mình, cũng như cho những người muốn học, để họ biết được, họ về họ giúp cho người bệnh, cũng như là họ làm nghề việc tốt hơn, nhanh hơn, đỡ tốn kém hơn cho người bệnh so với những phương pháp khác. Các bạn có nguyện vọng chữa bệnh cũng như là theo học có thể đến với lại những cái cơ sở của tôi, cũng như học trò tôi, và đến học thì có thể liên lạc với tôi theo số máy điện thoại của tôi là 098 756 1964. Và hãy chia sẻ cái kênh YouTube này cũng như là đăng ký nó, ấn vào cái chuông ở trên góc bên phải ấy, để mỗi khi tôi có một cái clip là mới về chữa bệnh nó sẽ báo cho các bạn. Và biết đâu là những cái người mà được xem cái clip này họ lại giúp được cho người thân của mình những cái họ lại giúp được cho người thân của mình thoát khỏi bệnh tật, vừa không tốn kém mà lại hiệu quả cao. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của tôi. Xin chào.